Và các bạn thấy trên màn hình, để thường chia sẻ với các bạn một cái chu kỳ này như thế nào và tại sao chúng ta lại có cái chu kỳ crypto này Có phải là thuận tự nghĩ ra hay là có phải là những người trên internet họ chỉ nói đại mà thôi Không phải đâu, để thường chia sẻ với các bạn là tại sao chúng ta lại có những cái chu kỳ tăng trưởng mà mỗi chu kỳ là khoảng 4 năm như vậy Khi mà chúng ta nhìn vào chu kỳ tăng trưởng đó là sẽ bắt đầu từ cái đáy của cái đợt tăng trưởng trước đó đẩy cho tới cái mức là cái ngày Bitcoin haven sau đó các bạn thấy là sau Bitcoin Haven sẽ có một mùa tăng trưởng kế tiếp sau mùa tăng kế tiếp sẽ là một mùa đông crypto và kế tiếp là sẽ là Bitcoin Haven và cứ liên tục như vậy đây là một cái mùa tăng trưởng rất là thông thường ở trên thị trường crypto này cái bản thân thuận đó thì cũng có một số những cái kế hoạch thuận như chia sẻ thêm một lát nữa nhưng mà chúng ta nhìn vào đây là một cái bài chia sẻ các bạn thấy được là tuy màn hình không có rõ lắm nhưng mà thường có thể giới thích các bạn thấy được là đây là những cái mùa tăng trưởng trước đây các bạn thấy được từ một mùa tăng trưởng như là thường đã chia sẻ đó là bắt đầu từ cái đáy của cái đợt tăng trưởng trước đó sau đó chúng ta đi vào Bitcoin Halving sau đó chúng ta tới cái mùa tăng trưởng và sau đó chúng ta đi vào mùa đồng crypto đây là cái đợt của năm 2013 chúng ta nhìn vào cái đợt kế tiếp đây là năm 2016 tới lại 17 các bạn thấy được được cũng tương tự cái đáy của đợt tăng trưởng trước đó bắt đầu là đi vào cái Bitcoin Halving sau khi Bitcoin Halving các bạn thấy được chúng ta lên tới đỉnh lên tới đỉnh là cuối năm 2017 và sau đó chúng ta đi vào mùa đồng crypto mãi cho đến các bạn thấy được là cái đáy là khoảng cuối năm 2019 sau đó chúng ta mới bắt đầu có một mùa tăng trưởng kế tiếp và Bitcoin halving sau đó chúng ta đang ở mức này chúng ta bây giờ đang tìm cái đỉnh kế tiếp là bao nhiêu và mỗi một lần tăng trưởng này đó thì cái chu kỳ nó kéo dài hơn một chút như là các bạn thấy được là được tăng trưởng năm 2012 13 đó thì đợt tăng trưởng này là 106 tuần Đợt tăng trưởng của năm 2016 đến năm 2017 đó là tổng cộng là 120 tuần và cái được tăng trưởng năm 2019 này cho đến thời điểm này là nhiều chẩn đoán là tổng cộng là sẽ có khoảng 137 tuần có nghĩa là nếu như mà chúng ta đi theo cái chu kỳ tăng trưởng trước đây đó thì cái thời điểm kết thúc đó là khoảng hè năm nay thì chúng ta ít nhất cũng còn cái thời gian là vài tháng các bạn thấy được là bây giờ chỉ là mới đầu tháng 2 mà thôi thì chúng ta vẫn còn vài tháng tăng trưởng và vài tháng tăng trưởng trong một cái thời kỳ tăng trưởng mạnh là cực kỳ quan trọng tại vì các bạn thấy được là trong một buổi tăng trưởng đó thì giá cả càng đi sâu vào mùa tăng trưởng đó, thì giá cả tăng càng lẹ như các bạn nhìn thấy màn hình càng đi vào mùa tăng trưởng thì giá cái tốc độ tăng càng nhanh nhất là các bạn thấy được là những cái tuần cuối cùng của mùa tăng trưởng đó là lúc đó các bạn có thể thấy được là giá cả tăng gấp đôi trong thời gian chỉ có 2 tuần mà thôi các bạn cũng nên nhớ là khi bitcoin ở mức là 10.000 đô lên tới 20.000 đô thì chỉ tốn thời gian chỉ có là 16 ngày 17 ngày mà thôi cho nên các bạn thấy được là những cái phần trăm tăng trưởng là những cái ngày cuối cùng của mùa tăng trưởng. Cho nên các bạn có thể thấy bây giờ dịch Bitcoin con xoay quanh mức ba mấy ngàn rồi chỉ mới 1.500 đô. Mà thủ nói là cái mùa tăng trưởng này sẽ kết thúc trong cái thời điểm khoảng chừng là vài tháng nữa. Hè năm nay thì nhiều bạn có thể là cảm thấy không được vui. Tại vì không có nhiều thời gian nhưng mà không phải đó các bạn. Các bạn phải nhìn vào tốc độ tăng trưởng càng đi sâu mùa tăng trưởng thì tốc độ càng nhanh. Cho nên những cái ngày mà tăng trưởng mạnh vẫn còn trước mặt chúng ta. Nhưng mà đây là một trong những điều mà thường phải chia sẻ để các bạn nắm được tình hình Tại vì chúng ta cần phải có một kế hoạch và cái kế hoạch của thuận đó là trước khi mà chúng ta kết thúc mùa tăng trưởng này thuận phải rời khỏi thị trường này phân nửa của tất cả những gì mình thuận đầu tư phân nửa còn lại thuận sẽ dẫn giữ trong thị trường này tại vì sao vì bạn hỏi thuận là nếu như thuận tin tưởng vào một cái chu kỳ mỗi 4 năm như vậy thì tại sao thuận vẫn giữ lại phân nửa tại vì lúc nào các bạn cũng phải để cho mình một cái đường lui giống như các bạn thấy được là lỡ như lỡ như mà thường đoán sai thì Bitcoin không có đi xuống mà Bitcoin lại tiếp tục đi thẳng mà đi thẳng tới một triệu đô la thì mình sẽ không thể nào mà tha thứ cho bản thân mình cái lúc nào thường cũng vẫn muốn giữ lại phân nửa để cho lỡ như giống như là một cái bảo hiểm gì đó lỡ như mà thường đoán sai thì vẫn còn có được cái cơ hội lợi nhuận mà thường không có tức nhưng mà nếu như mà không có chút lời thì lỡ như mà chúng ta lại đi vào một cái mùa đông tiếp tục kế tiếp thì thường cũng sẽ không để tha thứ cho bản thân mình các bạn cũng thấy được là cuối cùng thường quyết định là phân nửa sẽ giữ lại cho đến cái chu kỳ kế tiếp nhưng mà phần nửa kia thường sẽ phải rút ra khỏi thị trường khi mà có những dấu hiệu là chúng ta đã kết thúc thì làm sao chúng ta mới biết được là cái mùa tăng trưởng khi nào kết thúc các bạn đã thấy được là một trong những điều các bạn có thể làm là các bạn có thể là sử dụng những cái phân tích theo thời gian như vậy giống như là chúng ta thấy là dựa theo những gì chúng ta biết trước đây đó thì có thể là mùa tăng trưởng này sẽ đến cái mức là khoảng chừng hè của năm 2021 chúng ta còn khoảng chừng là vài tháng nữa khoảng chừng là 4 tháng nữa nhưng mà đó cũng là một trong những yếu tố mà thôi và các bạn hiểu được là một trong những cái yếu tố dẫn đến cái sự tăng trưởng giá cả của Bitcoin đó là Bitcoin Haven. Thì những nào mà không có rằng Bitcoin Haven là một trong những hiện tượng mà xảy ra mỗi 4 năm thì cái sự ra đời của Bitcoin đó là một cái sự ra đời um, rất là khác biệt với lại nhiều loại tài sản khác. Các bạn thấy được là đây là cái biểu đồ ra đời của những Bitcoin thì các bạn thấy được là cái đường màu xanh này đó là bao nhiêu Bitcoin sẽ ra đời và cái đường màu đỏ này đó là cái số lượng phần trăm lạm phát. Thì Bitcoin là một cái loại tài sản mà mỗi 4 năm đó cái số lượng Bitcoin được đào đó sẽ mất đi phân nửa Có nghĩa là cái số lượng phần trăm lạm phát mỗi lốc sẽ bị giảm đi phân nửa Có nghĩa là Bitcoin càng ngày càng ngày sẽ càng khó đào hơn cho đến khi chúng ta có đủ con số là 21 triệu Bitcoin Đây là một cái hiện tượng rất là quan trọng Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được đó là mỗi 4 năm Hiện tượng này sẽ ra một lần thì mỗi 4 năm chúng ta có một cái đợt Bitcoin halving thì cái đợt cuối cùng đó chính là tháng 5 của năm 2020 Và cái đợt trước đó nữa là hè của năm 2016 Và các bạn hãy đưa là cái ngày kế tiếp của Bitcoin Harbin Đó chính là chứng đoán bây giờ là ngày 6 tháng 5 năm 2024 Lúc đó thì cái số lượng Bitcoin này để một lóc đó đã sẽ giảm đi từ 6,25 xuống chỉ còn có 3,125 mà thôi Có nghĩa là lạm phát lại giảm đi phân nửa Bitcoin lại càng khó đào hơn Thì các bạn thấy là trong thời gian 4 năm đó thì mọi người có nghĩa là những cái doanh nghiệp những người mà lưu trữ bitcoin những người mà sử dụng bitcoin đó họ đã quen với cái số lượng bitcoin có trên thị trường hàng ngày cho nên họ đã quen với lại cái số lượng bitcoin mà có thu mua bán thì cái giá nó sẽ xoay quanh cái số lượng bitcoin mà ra đời mỗi một ngày nhưng mà khi mà bitcoin hai bình xảy ra đây thì đột ngột cái nguồn cung bị giảm đi phần nửa mỗi ngày thì các bạn thấy được đó là vài tháng sau đó sẽ dẫn đến là một cái sốc dẫn đến là giá cả tăng lên một cú sốc tại vì bây giờ cái số lượng bitcoin đã giảm đi phần nữa mà cái nguồn cầu cũng như vậy thậm chí là năm nay qua năm nọ cái nguồn cầu lại càng ngày càng nhiều hơn tại vì càng ngày cái sự chấp nhận của bitcoin càng mạnh hơn càng nhiều công ty lưu trữ càng nhiều công ty cho mua bán vân vân cho nên sẽ dẫn đến một cú sốc giá cả dẫn đến là giá cả tăng cho nên chúng ta thấy được là mỗi lần sau khi mà bitcoin halving xảy ra đó thì từ 6 tháng cho đến 8 tháng sau đó thì giá cả có sự tăng trưởng và đây là sự thật của cái đợt vinh của năm 2016 và đây cũng là cái sự kiện đang xảy ra của đợt vinh năm 2020 từ tháng 5 cho đến cuối năm thì các bạn thấy được là cú sốc đó đã bắt đầu mọi người đã nhận cái được là không còn nhiều Bitcoin nữa tại vì Bitcoin ra đời càng ngày càng ít và khi mà Bitcoin vinh mới vừa xảy ra đó thì cái sự khang hiếm nó sẽ không có liền tại vì có thể là nhiều thợ đào có sẵn cái số lượng Bitcoin mà họ đã lưu trữ cho nên họ có thể bán cái số lượng đó cho nên cái sự ảnh hưởng về giá cả sẽ không có liền nhưng mà vài tháng sau đó các bạn mới thấy được cái sự ảnh hưởng và đây là cái sự thật mà chúng ta đã thấy từ hồi tháng 5 của năm 2020 cho đến cuối của năm 2020 và cái đợt kế tiếp sẽ của Bitcoin halving bình đó chính là năm 2024 và đó sẽ là cái đợt tăng trưởng kế tiếp của Bitcoin và các bạn thấy được đó là sau đó 4 năm nữa chúng ta lại sẽ có cái đợt halving bình kế tiếp sẽ giảm từ 3,125 chỉ còn phân nửa của số đó mà thôi nghĩa là còn phải một phẩy mấy bitcoin mà thôi và cái đợt tăng trưởng kế tiếp sẽ xảy ra và sau đó nữa thì chỉ còn có không mấy bitcoin một block mà thôi và các bạn thấy được đó cái số lượng bitcoin càng ngày càng giảm như vậy đó sẽ dẫn đến là càng ngày đó cái sự ảnh hưởng của bitcoin bình sẽ càng giảm đi tại vì các bạn thấy được là cái cái sự giảm đó, từ 12,5 xuống còn 6,5 năm thì cái sự giảm nó rất là nhiều trước đây mới đầu là 50 bitcoin xuống còn 25 À, xuống còn bây giờ còn 6,25 mỗi một lốc, 4 năm sau còn 3,125 và 4 năm sau nữa chỉ còn có 1, mấy mà thôi và 4 năm sau nữa chỉ còn có 0, mấy. Nhưng mà càng đi xuống như vậy đó thì cái sự ảnh hưởng về giá cả sẽ càng thấp đi. Cho nên Thuận thì nghĩ là mỗi 4 năm đó sự ảnh hưởng sẽ thấp đi mà mỗi 4 năm sự ảnh hưởng sẽ thấp đi tại vì cái sự đi xuống đó, của một một lốc đó không có nhiều như trước đây nữa cho nên cái cú sốc đó sẽ không mạnh như là trước đây. Đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Bitcoin Haven Và chúng ta bây giờ đó thì dựa theo thời gian dựa theo thời gian thôi chúng ta sẽ nói tới một số những điều khác thì dựa theo thời gian thôi thì các bạn thấy được là có thể chúng ta sẽ thấy sự kết thúc của một tăng trưởng này là từ đây cho đến cái thời điểm này hè năm nay nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là cái sự tăng trưởng mạnh nhất đó chính là chúng ta càng ngày càng đi sâu mùa tăng trưởng thì cái sự tăng trưởng càng mạnh có nghĩa là những cái tháng tăng trưởng mạnh đó là đang ở trước mặt của chúng ta đây là điều mà thường muốn nói với các bạn còn về cái vấn đề là khi nào chúng ta mới biết là mùa tăng trưởng đã chấm dứt thì ngoại trừ những cách như là các bạn nhìn thấy là phân tích thời gian ra các bạn có thể là nhìn vào những cái chỉ số như là thường hay chia sẻ cho nên thường thường hay chia sẻ những cái chỉ số này với các bạn như là những chỉ số như là NUPL hay là R Hodler Ratio đây là những cái chỉ số mà cho các bạn thấy được là mỗi lần mà những chỉ số này đi vào cái dùng màu đỏ hay là cái chỉ số NUPL mà đi vào cái dùng màu xanh thì đây là dấu hiệu là chúng ta đã sắp kết thúc mùa tăng trưởng rồi chúng ta phải liên tục theo những cái thông tin này để chúng ta biết được là tình bây giờ như thế nào tại vì thực ra mà nói khi mà các bạn nhìn vào một cái mùa tăng trưởng đó các bạn rất khó biết được khi nào mà kết thúc tại vì các bạn thấy được là càng lên cao thì các bạn đâu có tài liệu đâu và tài liệu các bạn có rất là ngắn hạn cho nên phân tích kỹ thuật rất là khó để cho các bạn biết được là khi nào chúng ta đang ở đỉnh và bắt đầu một mùa đông ngoại trừ chúng ta nhìn vào những cái phân tích như là thời gian hay là nhìn vào những cái phân tích như là on chain sử dụng NUPL cho nên thường thường hay chia sẻ với các bạn và chúng ta bây giờ đó thì vẫn đang trong cái thời gian tăng trưởng dựa theo những thông tin này Thì điều kế tiếp thường muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta vẫn tiếp tục đi theo cái mô hình Stock to Flow Đây là cái mô hình mà chúng ta đã nói tới rất là nhiều trên channel này Và các bạn thấy là mô hình này là một trong những mô hình nổi tiếng nhất Mà các bạn thấy cái đường mà màu đen hay là màu nâu phía sau lưng này Đây chính là cái chuẩn đón giá của Bitcoin Và những cái chấm mà có màu này đó là giá của Bitcoin Và các bạn thấy được đó là cái giá bitcoin từ lúc mà ra đời cho tới bây giờ nó vẫn xoay quanh cái mô hình này. tuy là có một số thời gian cái giá đi qua khỏi cái đường màu nâu này nhưng mà Chúng bạn thấy là cuối cùng cũng đi trở xuống và có một số đợt cái giá đi xuống dưới đường màu nâu này nhưng mà cuối cùng cũng đã đi trở lên. Và bây giờ các bạn thấy được là cái tên thì bây giờ chúng ta bây giờ giá cả đang nằm ngay trên cái đường tăng trưởng này và các bạn thấy được là xoay quanh cái mức là từ 33 tới 36 000 đô thì chúng ta vẫn đang trên con đường lên tới cái mức là 100 000 đô và khi nào đó chính là tháng 6 của năm 2021 thì cái thời gian này cũng rất là trùng khớp với lại cái cách mà chúng ta nhìn vào cái sự phân tích thời gian là chúng ta sẽ kết thúc khoảng chừng hè của năm 2021 này đó chính là thời điểm mà chúng ta sẽ thấy được kết thúc của mùa tăng trưởng này và chúng ta cũng thấy à, những chỉ số này đã bây giờ cũng là khá cao như khi chúng ta nhìn vào chỉ số NUPL thì chúng ta cũng hy vọng là chúng ta có được tất cả những thông tin này nó cùng nhau khớp với nhau thì cho chúng ta có cái lòng tin mạnh hơn là khi nào thì mới hết mùa tăng trưởng và thùng sẽ chắc chắn là chia sẻ với các bạn nhưng mà trong thời gian tới đây đó thì những gì có thể xảy ra Các bạn thì được là có một số điều sẽ xảy ra Đó chính là ngày 3 tây tháng 2 ngày mai Cái thông tin mà nhiều bạn quan tâm thấy nhất Đó chính là cái cuộc hội họp của công ty Micro Strategy Và công ty Micro Strategy đã mở một cuộc họp với rất nhiều những công ty Bây giờ đó thì Michael sailor CEO công ty Micro Strategy nói là Tổng cộng đã lên tới là hơn 1.000 những công ty đăng ký dự cái cuộc họp này và trong trường hợp này công ty MicroStrategy sẽ chia sẻ tại sao mà những công ty đó cần phải lưu trữ Bitcoin những công ty đó sẽ đi thu Bitcoin như thế nào sử dụng những sàn nào vân vân và những chiến lược lưu trữ như thế nào và lưu trữ trong ví nào đây là những điều mà sẽ được chia sẻ bởi Michael Saylor cho những công ty đó và những ai nào mà đã từng nghe Michael Saylor nói chuyện trên những cái đài như là CNBC thì cũng đã biết là đây là một người mà nói chuyện rất là thuyết phục và Michael Saylor là CEO công ty Michael Strategy các bạn cũng đã biết là công ty này thu mua rất nhiều Bitcoin từ năm ngoái cho tới bây giờ và đã kiếm được cái lợi nhuận cực kỳ khủng và rất nhiều công ty rất có thú muốn biết là làm sao để có thể thu mua Bitcoin mà không làm ảnh hưởng giá thị trường thu mua xong thì lưu trữ như thế nào vân vân ngày mai Michael sailor sẽ giải thích cho cả ngàn công ty nghe về cái vấn đề này và các bạn nghĩ là sau khi nghe xong thì họ sẽ đi thu mua Bitcoin hay là không tôi nghĩ là một số những công ty đó sẽ đi thu mua Bitcoin và nhiều bạn sẽ nói là họ sẽ thu mua thông qua những cái sàn OTC những cái sàn mà giao dịch ra ngoài đó giao dịch thỏa thuận thì sẽ không làm thay giá cả. Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là những sàn đó cái số lượng bitcoin có hạn mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao mà những công ty lớn khi mà thu mua đó họ rất là cẩn thận. Và nếu như chúng ta có cả ngàn công ty đi thu mua bitcoin, thì tôi nghĩ là sàn OTC sẽ không có đủ cái số lượng bitcoin để mà bán cho những người này.